Người Việt ở nước ngoài trong khoảng 2 tuần qua đã đóng góp gần 12 tỷ đồng cứu trợ lũ lụt miền Trung, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Bộ Ngoại giao Việt Nam. Số tiền hơn 11,8 tỷ đồng và hơn 3,8 triệu won đã gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam từ các cá nhân tập thể người Việt ở Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Australia, Hungary, Ukraine, Ba Lan, Séc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Ngoài kênh đóng góp chính thức của nhà nước, rất nhiều Việt kiều cũng đóng góp thông qua các kênh tư nhân. Khu vực miền Trung Việt Nam chưa đầy 2 tháng qua đã gánh chịu 5 cơn bão liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề nhất so với những năm qua. Chính phủ Việt Nam nói, các đợt thiên tai vừa qua mang thiệt hại kinh tế lên 17.000 tỷ đồng, làm 235 người chết và mất tích, hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại. Hôm 6 tháng 11 tại Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, khiến lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu lên nhanh, nhiều khu vực bị ngập rất nặng, có nơi lên tới 1,5 m, làm cho gần 80 hộ dân bị cô lập trong nước lũ.